EU là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của Việt Nam, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập và chuyển đổi năng lượng của Việt Nam. Với nhu cầu ngày càng tăng từ thị trường EU đối với các sản phẩm bền vững, Việt Nam có nhiều lợi thế để khai thác nguồn nguyên liệu phong phú cũng như cam kết mạnh mẽ với phát triển xanh. Tại hội thảo chuyển đổi xanh trong sản xuất nông sản thực phẩm, thúc đẩy xuất khẩu sang Liên minh châu Âu EU, do Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban châu Âu tổ chức trong khuôn khổ triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam, Việt Nam Food Expo 2024. Các chuyên gia đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa EU và Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất và xuất nhập khẩu sản phẩm tiêu chuẩn xanh. Hội thảo lần này tập trung trao đổi năng lực cạnh tranh của sản phẩm nông sản thực phẩm Việt Nam trên thị trường châu Âu nhằm duy trì sự phát triển bền vững trong thời gian dài hạn, đồng thời định hướng cho doanh nghiệp trong việc áp dụng các mô hình kinh doanh mới, công nghệ xanh, góp phần vào bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xanh, bền vững. Bên cạnh đó, các chuyên gia còn tư vấn cho doanh nghiệp Việt Nam tìm kiếm giải pháp cho xuất khẩu nông sản và thực phẩm, thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm của Việt Nam thông qua các nền tảng số hiện đại, đồng thời giúp các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn vào thị trường quốc tế.